Bây giờ thì cho phép Thanh Thảo được chia sẻ câu hỏi đầu tiên được nhận từ phía tất cả quý vị. Đương nhiên thì trong tất cả chúng ta ngồi đây không phải ai cũng có con đang được theo học tại hệ thống trường Mầm Non Sài Gòn Academy và có rất là nhiều phụ huynh quan tâm đến việc giáo dục con và đặc biệt là việc áp dụng phương án 0 tuổi, cho nên là chúng tôi đã nhận được một ý kiến như thế này. Nhà trường có tổ chức các lớp học cho phụ huynh về phương pháp 0 tuổi hay không? Xin mời ạ. Ai sẽ là người chia sẻ câu hỏi này ạ? Thưa quý vị phụ huynh, Viện Nghiên cứu Pfizer, trường VSK và trường Mầm Non Sài Gòn Academy, chúng tôi ngoài cái giờ học chính khóa cho trẻ từ thứ 2 đến thứ 6 thì có tổ chức những cái lớp học vào thứ 7, ví dụ như lớp học mẹ và bé trong khoảng từ 1 tới 2 tiếng để nhằm chia sẻ với phụ huynh cách thức dạy cho trẻ ở nhà, phối hợp với nhà trường như thế nào, những cái cách thức chơi, một số trò chơi ra làm sao mà nhằm kích hoạt được những cái đa giác quan, kích hoạt tư duy, kích hoạt cái phần ngôn ngữ của trẻ. Những cái lớp mẹ và bé hoặc là những cái lớp và tổng hợp của chương trình nguyên trong một tuần sẽ gói gọn lại trong cái buổi sáng thứ bảy để chia sẻ với phụ huynh những cái kiến thức, những cái phương pháp vừa chơi vừa học với con, nhằm là có sự phối hợp với phụ huynh. Và dĩ nhiên cũng sẽ hỗ trợ những cái phụ huynh mà không có điều kiện theo học tại trường, ví dụ là nhà quá xa, thì những cái lớp học thứ bảy này nó sẽ rất là bổ ích đối với quý vị phụ huynh, có thể cùng học và chơi với con. Có nghĩa là sẽ có những cái buổi ngoại khóa vào thứ bảy hoặc là chủ nhật để chúng ta có thể chia sẻ. Và thêm một cái thông tin nữa là trường chỉ áp dụng điều này cho những bé đang học ở trường hay là cho những phụ huynh bên ngoài? Bởi vì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều phụ huynh quan tâm. Cả hai. Dạ. Các bé bên trong học ở trường thì cũng đã được học từ thứ hai tới thứ sáu. Tuy nhiên nếu phụ huynh muốn mong mỏi biết được là những cái phương pháp như thế nào để mà ứng dụng thêm cho con ở nhà thì cũng sẽ tiến hành những cái buổi như thế. Và phụ huynh bên ngoài như tôi cũng vừa trình bày, do điều kiện ví dụ ở quá xa trường mà trẻ thì đi lại không thuận tiện như thế thì cũng có thể tham gia vào những lớp thứ bảy chủ nhật. Và có một câu hỏi mà Thanh Thảo được nhận từ phía tất cả quý vị, có nghĩa là khi chúng ta được biết đến phương án 0 tuổi ngay từ những ngày đầu khi bé còn trong bụng mẹ thì chúng ta đương nhiên là sẽ có một cái quá trình để mình áp dụng một cách bài bản, một cách khoa học và giúp con đi được những bước đi đầu tiên khi đến với phương án này. Nhưng đối với những trẻ bây giờ đã khoảng 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi hoặc là 3 tuổi, bé chưa hề được tiếp xúc với phương án 0 tuổi, thì bây giờ quý vị phụ huynh sẽ phải bắt đầu như thế nào để bé có thể làm quen với phương án này mà bé sẽ không bị bỡ ngỡ và bản thân phụ huynh thì cũng sẽ không cảm thấy là những cái thông tin này nó quá xa lạ với con? Xin mời tiến sĩ ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị phụ huynh. Với bé mà khoảng 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi trước 3 tuổi mà thì vấn đề cũng vẫn rất là dễ. Tại vì sau 3 tuổi thì các bé mới bắt đầu rất là bướng và bắt đầu vào bất kể lúc nào cũng đều không có muộn, đặc biệt là trước 6 tuổi. Vấn đề là phương pháp, sau 3 tuổi phương pháp sẽ là khác. Cái điểm thứ hai là với trẻ 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi thì trẻ bắt đầu đã chạy nhảy rồi biết tương tác. Do vậy cái cách mà kích hoạt các cái tiềm năng sẽ phải khác so với trẻ dưới 1 tuổi hay là so với trẻ dưới 6 tháng. Trẻ dưới 6 tháng rất là thụ động, nhưng cũng có cái hay, tức là khi mà chúng ta nói thì trẻ có thể hỏi, trẻ có thể nhìn về phía nào chúng ta biết là đáp án của trẻ. Trẻ gần 1 tuổi thì trẻ sẽ chỉ tay. Trẻ 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi thì chúng ta, nếu mà trẻ biết nói thì càng tốt, thì chúng ta biết ngay được cái sự phản ứng của trẻ và căn cứ vào sự phản ứng của trẻ để chúng ta giúp đỡ trẻ. Ngoài ra chúng ta phải chú ý đến những cái trở ngại tâm lý. Tại vì 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi mà chưa được tiếp cận đến phương án 0 tuổi thì nếu mà giáo dục gia đình không có chuẩn, không có kiểm soát được lỗi mà, thì sẽ có những cái trở ngại tâm lý mà phải các cô giáo, các chuyên gia với lại phụ huynh sẽ phải được tập huấn để giúp đỡ thêm về cái việc giải quyết các cái khó khăn về tâm lý. Xin được cảm ơn tiến sĩ. Và ở đây thì có thêm một câu hỏi nữa là xin tiến sĩ cho biết cháu biết đọc, biết viết và biết làm tính sớm trước 6 tuổi thì khi cháu bước vào lớp 1 cháu có bị sao lãng việc học hay không? Bởi vì đối với trẻ con, cái gì biết rồi thì sẽ không còn thú vị nữa. Đây cũng là một trường hợp mà Thảo cảm thấy rất là tâm đắc, bởi vì như thế này,
Với con gái của Thảo thì đã biết được màu sắc từ khi 12 tháng, cho nên khi bé được vào trường và bắt đầu một cái tiết học cô dạy về màu xanh, màu đỏ, thì bé có vẻ rất là lơ là và cứ đứng lên chắp tay đi xung quanh lớp, có vẻ như giờ học này không hề thú vị. Nhưng khi cô chỉ vào cái lá cây, bé chỉ nhìn phớt qua và cô hỏi đây là màu gì, thì bé không hề nhìn vào cái lá cây mà bé vẫn trả lời màu xanh lá cây chứ màu gì mà cô hỏi. À, có nghĩa đó là một cái thí dụ cụ thể để cho chúng ta thấy là khi mà các bé có thể biết nhiều hơn các bạn rồi và những điều mà cô giáo chuẩn bị cung cấp thì lại không còn thú vị nữa, thì chúng ta sẽ làm cách nào để có thể lôi kéo lại cái sự chú ý của các bé ạ? À, đây là một câu hỏi rất là phổ biến qua các hội thảo mà chúng tôi nhận được của nhiều phụ huynh. Vì chúng ta chưa có một cái hệ thống liên thông từ mầm non cho lên đến các cái cấp trên. Tất nhiên là cũng sẽ phải có những giải pháp nếu mà chúng ta trao đổi hợp tác tốt được với các cô giáo của trường tiểu học, các cô giáo có sự độ lượng, vị tha và chấp nhận cái tư duy phản biện. Tôi cũng thấy kinh nghiệm có những phụ huynh họ đã biết cách hợp tác với cô giáo và đẩy những em ấy lên thành những cái vai trợ lý của cô, thành những vai mà thủ lĩnh, thành những vai mà có khả năng giúp đỡ các cháu khác. Và có những em là mở lớp để dạy miễn phí vì giỏi hơn các bạn mà, dạy miễn phí cho các bạn. Và những cái lớp hợp học này rất là đông vui vì cái cách diễn đạt của các em cùng trang lứa thì nhiều khi có hiệu quả tốt hơn so với cách diễn đạt của cô giáo. Và tất nhiên là Sài Gòn Academy và lại các cái hệ thống mà trường mầm non hay là những hệ thống giáo dục mà đạt chất lượng cao ấy cũng sẽ phải vươn tới có một hệ thống để mà không phải dùng những cái biện pháp giải pháp có tính chất tình thế để mà chữa cháy. Không biết chị Liên Khương có ý gì về chuyện này? Tôi cũng bổ sung thêm một ý nữa là thực ra đối với trẻ con nếu mà biết nhiều như là một quý vị phụ huynh đã hỏi và cũng là quan tâm nhiều, thì khi vào lớp 1 thì gặp khó khăn gì, thì thật sự con biết nhiều nhưng mà cái thế giới xung quanh con còn rất nhiều điều con chưa biết, thì ba mẹ và thầy cô có thể phối hợp để mà giao việc cho con ở một cái mức độ cao hơn để mà con có thể khám phá những điều khác. Thì cái phương án không tuổi nó ưu việt ở chỗ là dạy cho trẻ được cái sự điềm tĩnh, cái gọi là mình biết nhiều hơn người khác không có nghĩa là mình giỏi hơn người khác, nhưng mà còn rất là nhiều lĩnh vực khác mình sẽ khám phá. Cho nên cái vấn đề ở chỗ là ba mẹ và thầy cô sẽ đưa cho trẻ những cái khía cạnh khác của vấn đề mà trẻ có thể chưa hướng tới được, thì nó sẽ bổ sung giải quyết được cái tình huống như thế này. Cho tôi nói thêm một câu nữa. Dạ vâng ạ. Nếu mà ở trường mầm non chúng ta làm tốt được cái thông minh tương tác, cái môi trường thân thiện mà, thì những trẻ đấy có thể là sẽ hòa nhập tốt được với các bạn và giúp đỡ được các bạn rất là có hiệu quả. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ. Thế chị Dung có thêm bổ sung thêm ý kiến gì không ạ? Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng là một cái môi trường học mà chúng ta chú trọng tới từng cái năng lực của cá nhân á, sẽ giải quyết được những vấn đề này. Chẳng hạn như nếu mà thực tế của chúng ta thì quý vị nhìn thấy là ở trong những cái trường tiểu học hoặc những trường trung học á, thì cái sĩ số lớp học rất là đông và hầu như giáo viên là họ tập trung vào cả lớp hơn là tập trung vào từng cái cá nhân của lớp. Cho nên trong cái hệ thống cái giáo dục mới, giáo dục tích cực như mà cái hệ thống không tuổi, giáo dục không tuổi vừa rồi đó, thì nó mở ra một cái vấn đề là giáo viên phải chú trọng tới từng cái cá nhân, cái năng lực của từng cá nhân, và chúng ta có những cái phương pháp để mà giúp cho cá nhân đó phát triển được cái năng lực thực sự của mình. Cho nên đối với những em mà em đó có những cái trình độ hoặc là vượt bậc hoặc là em đã học rồi, thì chúng ta cũng không nên bắt các em phải học đi học lại thì nó sẽ làm nhàm chán cho các em, mà lập tức mình phải có những cái chương trình khác mình hướng dẫn hướng cho các em tới và làm sao cho các em phát huy được tốt nhất cái năng lực của mình. Bên cạnh đó cái ý của anh Đức cũng vậy, tức là cũng giúp cho các em có thêm những cái kỹ năng như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng hướng dẫn để mà giúp cho các em kiểu như là giúp đỡ các bạn khác. Thì tôi nghĩ rằng với cái phương pháp gọi là chú trọng cho từng năng lực của cá nhân, bởi vì chúng ta có quen cái tập thể quen rồi, cái gì mình cũng tập thể làm chung hết, nhưng mà chúng ta quên mất rằng là mỗi em nó có những cái gọi là cái mức độ, những cái quy trình và những cái bước phát triển rất là riêng biệt của cá nhân mình. Thì tôi nghĩ rằng với cái phương án giáo dục không tuổi và tập trung vào cái cá nhân, nó sẽ giải quyết được những vấn đề như thế này. Dạ, xin được cảm ơn những ý kiến của các chuyên gia. Và trên tay Thanh Thảo đang cầm một câu hỏi mà Thanh Thảo nghĩ đây là một câu hỏi rất là chung của rất là nhiều quý vị phụ huynh. Bởi vì như chúng ta thấy là với thời đại ngày nay và sự phát triển của khoa học, thì các bé, đặc biệt là những gia đình mà trung lưu trở lên, thì chúng ta lại tập trung
cho vấn đề dinh dưỡng và phát triển trí não của các con rất là nhiều. Các con có thể được bổ sung từ rất là nhiều nguồn, từ thức ăn cho tới sữa vân vân. Cho nên là các bé thậm chí là có thể thể hiện những cái cá tính, những cái sự thông minh rất là sớm. Và đây là một câu hỏi mà là một cái tình hình chung. Với một cháu bé rất là cá tính, muốn thứ nào thì đòi cho được, nếu mà không được thì sẽ khóc lên, giận dỗi, rồi đánh cái người đối diện, hoặc là sẽ quăng cái vật đang cầm trên tay, rồi là xô đổ đồ trước mặt. Nói chung là những cái cách để bé có thể phản kháng lại khi mà mình không có được như ý muốn. Vậy thì trong những cái trường hợp đó, bố mẹ phải làm gì để có thể lôi kéo bé ra khỏi cái cảm xúc tức giận đó và giúp bé có thể lấy lại bình tĩnh và cư xử một cách hòa nhã với mọi người ạ? Rất là cảm ơn câu hỏi này, cũng cho tôi thấy có một tình trạng mà cũng khá nhiều phụ huynh vấp phải. Vì nếu mà chúng ta không chú ý đến phát triển toàn diện hài hòa ngay từ đầu, đặc biệt là phát triển tính cách, hình thành tính cách, các trường phái giáo dục sớm mà chú ý hài hòa đều phải khẳng định tính cách đóng một cái vai trò hết sức quan trọng. Hơn nữa chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh xã hội mà trẻ có rất nhiều bức xúc, nhiều kích động. Như lúc nãy tôi nói là những trẻ mà trước đấy, trước 2 tuổi mà chơi game, xem quảng cáo quá nhiều thì cái sự kích động đấy có thể làm cho trẻ nổi nóng. Có một ý nữa mà các phụ huynh cũng sẽ mắc vào bẫy của trẻ, tức là khi mà trẻ nổi nóng như vậy, chúng ta không giải quyết được một cách khéo léo thì làm cho trẻ biết được đấy là cái cách mà để điều khiển người khác, cách này sẽ dẫn đến sau này mất cái khả năng kiểm soát cảm xúc. Nếu chúng ta giải quyết không tốt thì cái hậu quả trong tương lai rất là lớn. Tuy nhiên chúng ta lại thường gặp sai lầm là muốn giải quyết cái trường hợp này thì nhiều người tìm cách bóp nghẹt những hành vi mà hung tính của trẻ, thì đấy là sai lầm. Vì chúng ta phải nhìn thấy trẻ là có những bức xúc, trẻ cần được xì ra. Do vậy, chỗ này cần phải tiếp cận về tâm lý rất nhiều. Chắc chắn là cần phải có sự can thiệp của các nhà tâm lý, giáo dục, có sự can thiệp của các cô giáo. Nhưng mà gia đình cần phải chú ý là có một cách ứng xử để giúp trẻ dừng ngay những cái hành vi đấy. Vì hành vi ấy coi mình là một người mà có quyền năng ghê gớm. Dừng một cách dễ thương. Thì chúng tôi thường có kinh nghiệm là giúp cho phụ huynh biết cách không mắc vào bẫy của trẻ. Cái cách tức là có thể dừng, nhưng mà trước khi dừng ấy, tại vì có hai cách. Một cách là mình bị mắc vào bẫy của trẻ, trẻ đòi gì mình được nấy. Đấy là một cái cách khá phổ biến. Cách thứ hai ấy, là mình cũng học được đâu đấy thô bạo với trẻ. Dứt khoát là sẽ không, kiên quyết không, và mặt mình sẽ đanh lên, các cơ mặt căng lên. Như vậy trẻ không học được cái bài học về kiểm soát hung tính, mà trẻ sẽ dồn nén hung tính và đến chỗ khác trẻ sẽ bùng nổ lớn hơn. Đấy. Như vậy thì có một cách mà chúng tôi cho rằng là phụ huynh cần lưu ý là phải giúp cho trẻ giải tỏa bức xúc hung tính bằng một cách có lợi, bằng một cách mà không có hại. Chẳng hạn như đưa trẻ đến các cái hoạt động, chẳng hạn như các hoạt động thể thao, các hoạt động có cảm giác lạ mạnh hoặc là có cảm giác dịu êm, ví như chơi với bột nặn hay là chơi với nước vào bể bơi, thì giúp trẻ dịu bớt. Sau pha giải tỏa, vì không có cháu nào hung tính 24/24 cả. Sau cái pha hung hăng ấy, thì các cháu bắt đầu muốn làm một cái gì đấy mang tính xây dựng. Nhưng mà vì các cháu trong đầu không được kích hoạt theo kiểu phương án 0 tuổi, nên các cháu không có nhiều ý tưởng hay. Có hai khả năng mà làm cho trẻ hung tính ngoài bức xúc. Hai là cháu không có những ý tưởng để làm những việc thông minh. Khi mà trong đầu không có ý tưởng, rồi không có ngôn ngữ để diễn đạt, thì các cháu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta thấy những người mà luôn luôn đam mê khám phá, muốn tìm hiểu cái gì đấy, thì hầu như là trong đầu những cái năng lượng hung tính bị thăng hoa ra về phía sáng tạo, về phía làm những việc hay. Cũng có thể cháu có ý tưởng nhưng mà lại không có nguyên liệu. Vì đằng trước cái hiện trường không có đủ nguyên liệu thì phụ huynh phải chú ý cung cấp ý tưởng hoặc là cung cấp nguyên liệu để cháu thực hiện cái dự án của mình. Đừng có quá kiểm soát gắt gao, vì chúng ta thường thấy có nhiều phụ huynh là bắt trẻ phải làm theo ý của mình, hay là trẻ làm chưa hoàn thiện thì mình làm thay. Nhiều khi cái hung tính đến rất đơn giản là trẻ xếp các cái thứ đồ chơi gần được rồi, phụ huynh thấy chưa hay, phụ huynh xếp luôn. Chúng tôi được